Đây đâu, cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em treo lô trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 20, ngày 30 rồi, tháng 11. Em xin lại giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Kenwood với model của nó là DP5010. Chiếc này thì được sản xuất năm 1989, nó sở hữu xoay ngang của nó là 44 cm, chiều cao của nó là 10,7 cm và chiều sâu của nó là 31 cm. Nó nặng là 5,4 kg. Mặt phanh nhôm được sơn màu đen. Đồng hồ quát hiển thị chất số rất là lớn và đẹp. Các phím bấm rất là to. Mắt đọc giờ thì dùng mắt đọc của Soli 150, rất dễ thay thế và không kén đĩa. Và chip giải mã của chiếc này thì dùng hai chip giải mã PCM56P. Số ra chất âm là 16 bit. Đấy. Dày dặn, ấm áp và chi tiết. Và chiếc này nó được sánh với Sony 970 và 950, nhưng giá hiện tại thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Ngoại hình của chiếc đồng này thì về đây có cái vết xước ở đây. Và đây có vết xước này. Cạnh trên này có cấn một chút này. Và đây cũng có vết xước nhỏ mờ mờ. Và đây có cấn cạnh. Còn lại thì khá là đẹp. Về phần cạnh trên, cạnh trên của nó còn khá đẹp. Phần đắp lưng khá đẹp, đắp lưng dán xi khá đẹp. Đấy. Khá đẹp. Bên đây. Đấy. Phía sau đây. Model của nó là DP5010. Điện 100V, công suất là 13W, được sản xuất tại Nhật Bản. Xe máy của nó là 90500326. Ở chiếc đồ này thì có hai đường A-lốc ra và một đường cổng cô xoan ra để cho các bác kết nối thì bên ngoài. Chân cô xoan được mạ vàng. Đấy, tiếp xúc rất là tốt. Và phía sau thì có vết ố này, hơi ố. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của chiếc này còn khá là mới do cái phần bề mạch nhé là màu vàng, thế nhìn nó hơi tối màu thôi. Đấy. Máy móc thì zin nguyên bản rồi. Đây, đập của Soli 150. Đấy. Chip giải mã thì hai con chip giải mã nó nằm đây, PM56 nó nằm trong này. Và con SM580 5813 nó nằm đây. Đấy. Tụ lọc thì tụ lọc của Ella. Không riêng gì Sony sử dụng mắt đọc của Sony không nhé, Kenwood, The Long rồi là Tech, rồi một số hãng người ta sử dụng mắt của Sony. Và về chất âm thì do cảm nhận của từng người đúng nhé, chứ còn với em thì hãng nào nó cũng hay cả, không hãng nào cũng hay cả. Đấy. Rồi và sau đây thì em xin test với cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho các bác được thưởng thức. Chiếc đồng này thì không kén đĩa, đọc tốt đĩa lòng xanh, là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Em test một cái CD sao chép của Như Quỳnh nhé, để bác được cùng thưởng thức ạ. Đã nhận đĩa luôn. Và giá của chiếc đồng này thì trong tình trạng như này thì em bán với giá là 900.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc, cho bạn nào chuyển đủ tiền, bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 23 269 đang ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Lòng nàng sao lưu luyến
người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng, ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng. Lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng. Đọc cực tốt ạ.
đầu ta cách xa nhau rồi, biết làm sao em nói đây. Không trách là tại anh mà ước mơ xa vời nên tình mình nay khi xưa. Hãy tìm vui trên phim tờ những nỗi buồn từ đâu sao cứ theo nhau về khơi dậy niềm đau từng đêm yên khúc tình yêu xưa chán chứa mộng yêu đâu bỗng nay thành não. Xin phép được dừng video test ở đây. Thì chiếc đồ này em bán với giá là 900.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc cho Lào chuyển đổi tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại bạn nào 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi cho cả em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.